nam diễn viên phim Đất và Người qua đời vì ung thư. Cô diễn viên Mai Ngọc Căn được xem là gương mặt quen thuộc của nhiều thế hệ 8X trên truyền hình. Nam diễn viên gạo cội Mai Ngọc Căn được khán giả biết đến qua bộ phim Đất và Người vừa mất tại nhà riêng vào lúc 16h30 phút ngày 2 tháng 11 do bệnh ung thư. Thông tin này do chính cháu trai của diễn viên Mai Ngọc Căn chia sẻ với truyền thông. Được biết, nam diễn viên đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư ở thận trong 5 năm qua. Trước đó, khi nói về bệnh tình của mình, diễn viên Mai Ngọc Căn từng chia sẻ vào năm 2018, tôi phát hiện bệnh từ năm 2017, đã cắt một bên thận, một phần của bàng quang và đường tiết niệu. Sau một thời gian cầm cự được tới tháng 3 năm 2018, lại tái phát, di căn sang bàng quang. Tôi đi tiểu lần nào cũng ra máu. Bác sĩ nói rằng tôi nên phẫu thuật thì sống thêm được từ 1 tới 1,5 năm nữa, còn nếu không thì tôi chỉ sống được từ 3 tới 6 tháng. Nhưng nếu phẫu thuật phải đeo ống gì đó, điều này tôi không muốn, chẳng lẽ quãng thời gian còn lại tôi không được đi diễn. Để chữa bệnh, trước đó diễn viên Mai Ngọc Căn đã không còn tham gia nhiều dự án phim ảnh. Bộ phim Cưới đi kẻo ế do nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng thực hiện năm 2018 là dự án gần nhất có diễn viên Mai Ngọc Căn tham gia. Bên cạnh bộ phim Đất và Người, diễn viên Mai Ngọc Căn cũng đã từng tham gia các bộ phim như Những ngọn nến trong đêm, Người chiếu bóng, Đường đời, Liều trõng, Nếp nhà. Ngoài diễn xuất, cô diễn viên còn làm công tác giảng dạy, đào tạo. Trong đó, một trong những học trò nổi bật của ông chính là nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân. Lễ viếng tang nghệ sĩ Mai Ngọc Căn sẽ diễn ra vào 9h45 phút ngày 5 tháng 11 tại nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.